Đây là kết quả của khoảng buổi sáng đây. Hệ thống tưới cây tự động đấy nhé. Đây là có thập cẩm các loại hoa. Xin chào các anh chị nhé. Thì hôm nay review cái hệ thống tưới cây tự động cho các anh chị xem. Thì ở đây có hai cái bếp phun thôi. Bếp phun thứ nhất đây. Ở bếp phun ở trên đây. Hai bếp phun này thì sẽ tỏa ra toàn bộ khu vực này. Các bạn nhìn thấy ở xa này nó cũng phun được khoảng cỡ hơn 1 mét. Hơn 1 mét, 1,5 mét. Nếu trong gia đình của các bạn ấy thì các khu vực sân thượng hay hành lang thì các bạn sử dụng cái bếp phun này là cũng khá là phù hợp ấy. Thì cần hai bếp phun trong cái khoảng không gian khoảng tầm 1,5 mét. Đây được tưới đẫm nước luôn nhé. Thì tiện đây mình giới thiệu luôn các bạn cái hệ thống tưới cây tự động, cái hệ sinh thái của cây của mình. Thì ở cái góc này thì mình sẽ chạy một đường ống 21 chạy xung quanh. Đó. Và ở góc đằng này nó cũng có một đường ống 21 chạy xung quanh ở riêng cái chỗ đằng này. Đó. Thì khoảng cách khoảng 1 mét 1,2 mét. Đấy, mình cũng chỉ dùng một cái bếp phun. Nhìn thấy không? Đây rất rất súng súng luôn. Thì đây là chạy xung quanh. Thế và các cái góc này sẽ chia ra các cái đường bên các cái bếp phun này. Đấy, còn ở đây thì mình thêm các cái bể tiểu cảnh này. Tiểu cảnh này thì mình cũng có một đường ống hút nước ra cái bể tiểu cảnh này. Trong cái tiểu cảnh này thì cũng có một cái hệ thống bơm nước lên trên bể núi. Đây là một khuôn viên ở cái sân thượng nhà mình. Thì các bạn bận bịu thì thường là ít có thời gian để chăm sóc cây. Và đôi khi thi thoảng mới có thể có thời gian lên để ngắm thôi. Nhưng mà đôi khi các bạn lại không chăm mà tự nhiên lại muốn ngắm thì chắc chắn một điều rằng là các cái hệ thống cây của bạn sẽ không được xanh tươi như thế này đâu. Có khi là lúc đó nó nên nó còn mỗi cái cọng thân khô thôi. Để chăm sóc cây này tự động được ấy, thì các bạn cần phải làm những hệ thống tưới tự động. Thì ở đây hệ thống tưới của mình được sử dụng các cái cảm biến độ ẩm của đất. Đấy, cảm biến mưa. Đây, ở đây có cảm biến mưa, cảm biến gió. Đó. Rồi là cảm biến báo nước đầy của các cái hệ thống. Ví dụ đây là cái hệ thống trang trí rất là sinh động. Đấy, thì tất cả những cái này chúng tôi sẽ có những cảm biến để chúng ta phát hiện ra nước đầy hoặc là đất ẩm đất khô như nào, trời mưa hay là gió to như nào. Thì bây giờ mình review cái hệ thống tự động cho các bạn xem nhé. Thì cái hệ thống này sẽ được kết nối với mạng internet, sau đó thì các bạn sẽ sử dụng điện thoại kết nối với mạng internet để điều khiển. Thì ở đây nó có hai chế độ auto và chế độ bằng tay. Thì ở trong đây có các cái nút chức năng như sau: có hiển thị nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí của môi trường. Cái độ ẩm đất thì các bạn có thể thay đổi bằng thông tin của độ ẩm đất hoặc là cái thông tin của gió. Thì ở trong cái phần cài đặt thì các bạn có thể chọn cái chế độ hiển thị ở chỗ này. Các bạn vào trong đây, bạn sẽ chọn độ ẩm đất này. Rồi. Khi chúng ta muốn tưới cây mà chúng ta muốn điều khiển để bật cái hệ thống tưới cây thì chúng ta bấm chữ off này thành chữ on. Thì lúc này là các bạn nhìn thấy bơm bắt đầu phun này. Tắt này. Tắt thì sẽ một lúc sau nó mới hết, là bởi vì là trong cái ống nước của chúng ta hãy còn nước và nó kép lực nước đấy nó vẫn đang bơm ra. Đây chúng ta các bạn nhìn thấy bắt đầu nó đang tắt dần này. Đấy, ở đây thì tôi có một cái hệ thống nữa là bơm nước vào trong cái bể này để tạo cái bể tiểu cảnh. Thì tôi bật chức năng này lên thì nước ở trong đây sẽ được cấp vào trong cái bể này. Sau đó tôi sẽ tắt nó đi.
hai chức năng tưới cây và bơm nước vào bể này, bể nước này thì là nó sẽ hoạt động như trong vòng 10 phút là tự động nó sẽ tắt nhé, là bởi vì tránh trường hợp là các bạn quên không tắt. À, quên không tắt thì thứ nhất là nước sẽ bơm liên tục ra thì nó sẽ hao tốn nước và cây sẽ bị úng. Thứ hai là bể nước này sẽ bị tràn. Thế nên là tôi sẽ cài đặt sẵn cho các bạn là 10 phút thôi. À, nó sẽ bơm trong 10 phút và nó tự động nó sẽ tắt. Rồi, tiếp theo là nước chảy bể núi. Ở đây là cái bể núi này. Hiện tại nó đang suy chảy. Tôi sẽ bấm bật. Đó, thì là cái bể nước nó bắt đầu chảy này. Đấy, các bạn nhìn thấy chảy không? Nó đang bắt đầu chảy lên này. Đấy, bây giờ nó bắt đầu chảy này. Đó. Cái chức năng chảy nước ở trên bể núi này tôi cũng cài đặt là 10 phút. Nếu các bạn thích chảy trực tiếp thì chúng ta lại bật lên thôi. Đó. Công tác bật thì chúng ta chỉ sử dụng một cái điện thoại thì chúng ta có thể bật được rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ bật cái nước chảy của cái cối xay này. Này. On. Đấy, bây giờ nó đã chảy. Và cái này cũng hẹn giờ trong vòng 10 phút thì nó tự động tắt. À, các bạn cần gì này bật cho lên. Thì cái thời gian này thì chúng tôi sẽ cài đặt được hết nhé. Đó. Thì toàn bộ các cái phần này nó sẽ điều khiển toàn bộ tự động hết bạn nhé. Rất là sinh động do ngôi nhà một cái hệ thống lấy điều tự động. Đây các bạn nhìn thấy cái khoảng rớt. Đấy, khoảng rớt nó chỉ rơi vào khoảng tầm mét rưỡi vuông thôi. Mét rưỡi vuông. Bạn nào có quan tâm về cái thiết bị tưới tiêu tự động này để giúp cho hệ thống cây xanh và hệ thống tiểu cảnh của mình được sinh động trong ngôi nhà của mình, lúc nào cũng xanh tươi và nó hoạt động automatic hết, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0936 824 969. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.